Trong suốt sự nghiệp của mình, Rodri thường được so sánh với Sergio Busquets, một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất của Barcelona và bóng đá Tây Ban Nha. Về mặt phong cách, tất nhiên giữa họ có rất nhiều điểm tương đồng. Khi Pep quyết định đưa Rodri về, ông muốn xây dựng anh thành một phiên bản của Busquets tại Man City. Tuy nhiên, theo thời gian, Rodri đã phát triển thành một kiểu tiền vệ hoàn toàn khác Busquets. Thậm chí, kể từ mùa giải này, có thể coi anh là một số 6 dị biệt, có thể làm tốt mọi công việc ở cả hai đầu sân. Nào các anh chị em The Citizen, hãy đăng ký kênh, bấm rung chuông, like mạnh các sản phẩm thuộc hệ thống Man City Homies và cùng chúng tôi đến với video phân tích về sự tiến hóa của Rodri nha. Khi nói về Rodri, trước hết là nói về một cầu thủ có khả năng thu hồi bóng xuất sắc, kiểm soát bóng xuất sắc và phân phối bóng xuất sắc. Đó là một Rodri thường xuyên di chuyển phía trước hàng phòng ngự, nhận bóng từ tuyến dưới và phát triển bóng lên phía trên. Anh được coi là ngọn hải đăng trong hệ thống triển khai bóng của City. Nhưng ở mùa giải này, Rodri ấy đã thêm vào lối chơi của mình rất nhiều bàn thắng và các pha kiến tạo. Trong hai thắng lợi gần nhất của City tại Premier League, 4-1 trước Aston Villa và 4-2 trước Crystal Palace, Rodri đã giấu giày vào 3 bàn thắng, nâng tổng số bàn thắng và kiến tạo của anh tại Premier League mùa này lên con số 14 với 7 bàn thắng và 7 đường kiến tạo. Tin được không, khi Rodri ấy đang đứng thứ 16 ở giải Ngoại hạng Anh mùa này ở tổng số lần tham gia ghi bàn. Để tiện so sánh thống kê của Rodri đang nhiều hơn Martin Odegaard 13, Nicolas Jackson 12, Bruno Fernandes 12, Luis Diaz 12, Bernardo Silva 10, Dejan Kulusevski 9. Ngạc nhiên chưa? Busquets có rất nhiều phẩm chất siêu hạng và anh xứng đáng được coi là người truyền cảm hứng cho những thế hệ tiền vệ trung tâm hiện nay. Nhưng cựu ngôi sao Barca chưa bao giờ là một mối đe dọa đối với khung thành đối phương cả. Trong 481 lần ra sân ở La Liga, Busquets chỉ ghi được 11 bàn thắng và tổng cộng kiến tạo cộng bàn thắng cao nhất của anh trong một mùa giải chỉ là 5. Rodri đã từng là một mẫu tiền vệ như vậy như Busquets khi chủ tịch của chúng ta còn chơi bóng ở Tây Ban Nha và trong những năm đầu tiên sau khi chuyển đến City. Trong 97 lần ra sân ở La Liga cho Villarreal và Atlético Madrid, Rodri chỉ ghi được 4 bàn, bình quân 90 phút thi đấu chỉ dứt điểm 0,9 lần. Trong 3 mùa giải trọn vẹn ở Tây Ban Nha, trung bình Rodri ấy có ít hơn một lần chạm bóng ở vòng cấm đối phương mỗi 90 phút. Mùa đầu tiên ở City là một hình ảnh gần như tương tự khi Rodri ghi được 3 bàn, thực hiện trung bình 0,9 cú sút và một lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương mỗi 90 phút. Tuy nhiên qua mỗi mùa giải, hiệu suất liên quan đến khía cạnh tấn công của Rodri tăng dần và đỉnh nhất chính là mùa bóng hiện tại. Với 2,8 pha chạm bóng trong box đối phương, 13,8 đường truyền và 1/3 cuối sân, 2,1 cú dứt điểm, 1,5 đường truyền tạo cơ hội bình quân mỗi 90 phút. Tiền vệ sinh năm 1996 cũng đang sở hữu hiệu suất 0,52 bàn thắng, kiến tạo mỗi 90 phút, cao nhất trong sự nghiệp và cao hơn bất kỳ tiền vệ phòng ngự nào khác đang chơi ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa này. So sánh bản đồ chạm bóng của Rodri từ mùa giải đầu tiên 2019-2020 tại City so với mùa bóng hiện tại sẽ giúp chúng ta có được một cái nhìn rõ ràng hơn về sự tiến hóa của anh. Thông số 125,9 lần chạm bóng mỗi 90 phút mùa này của Rodri là nhiều hơn 20 đơn vị so với bất kỳ mùa bóng nào trước đây, và 4 khu vực có mức tăng lớn nhất đều thuộc 1/3 cuối sân. Hình ảnh trên cho thấy Rodri có trung bình nhiều hơn 5,4 lần chạm bóng mỗi 90 phút ở zone 14, khu vực trung tâm ngay bên ngoài vòng cấm, và thêm 5,2 lần mỗi 90 phút ở hai nách trung lộ phần sân đối phương. Rodri ấy cũng có số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương mỗi 90 phút 2,8, gấp gần 3 lần so với mùa giải đầu tiên cho City. Những con số này có ý nghĩa gì nếu không phải Pep đang khuyến khích Rodri tiến lên phía trước nhiều hơn để đe dọa những tác động lớn hơn cho mặt trận tấn công? Tiền vệ của City dẫn đầu Premier League mùa này về số lần bị gây sức ép khi cầm bóng 1.075. Nhưng thống kê Opta cho thấy Rodri vẫn đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 87,5%. Đó là tỷ lệ cao nhất trong số tất cả các cầu thủ Premier League thực hiện ít nhất 400 đường chuyền với đối thủ trong phạm vi 2m. Rodri bên cạnh đó cũng dẫn đầu Premier League nếu chúng ta xét về tỷ lệ chuyền bóng thành công với đối thủ trong phạm vi 3m, 90,3%. Điểm nhấn là ở chỗ Rodri đảm bảo tỷ lệ chính xác ở mức cao nhất, dù anh ngày càng thường xuyên hơn trong việc thực hiện các đường chuyền tiến bộ.
Chỉ có Pascal Gross, 169 đường, lại có nhiều đường truyền phát triển bóng hơn Rodri mùa này ở Premier League, 168. Rodri cũng là cầu thủ duy nhất tại Premier League 2023-24, có trên 1.000 đường truyền xuyên tuyến. Tại Premier League, Rodri là người thực hiện nhiều đường truyền xuyên tuyến nhất kể từ đầu mùa, 137 lần. Opta từ năm ngoái có đưa thêm vào hệ thống dữ liệu của họ một thông số mới, đó là đường truyền kỳ vọng expected pass, và Rodri đang là top 1 Premier League ở số đường truyền vượt mức kỳ vọng, 182,1, gần gấp đôi so với bất kỳ cầu thủ nào khác của giải đấu. Chính tầm ảnh hưởng ngày càng lớn đối với trận đấu của Rodri đã khiến Pep hiểu rằng sẽ là lãng phí tài năng của tiền vệ đồng hương nếu cứ để Rodri ở một vị trí quá sâu. Đó là lý do giải thích tại sao Pep đang yêu cầu Rodri tiến xa hơn nữa khi City có bóng và triển khai tấn công. Kết quả như thế nào thì chúng ta đã thấy cả rồi. Trong 14 bàn thắng và kiến tạo của Rodri mùa này thì 10 giúp City dẫn trước hoặc gỡ hòa, bao gồm cả bàn mở tỷ số trước Villa tuần trước. Khi City bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải, đội bóng của chúng ta cần những cầu thủ lớn có thể tạo ra sự khác biệt ở những thời điểm quan trọng. Và khác với phần lớn các mùa giải trước, hiện tại Pep có thể nhìn về phía Rodri khi muốn tìm kiếm bàn thắng. Tất nhiên, không có gì là toàn vẹn cả. Một Rodri tiến lên phía trước thường xuyên hơn, tham gia vào mặt trận tấn công nhiều hơn sẽ phải đánh đổi bằng sự sụt giảm ở các thông số chuyên môn liên quan đến phòng ngự. Sự thật là như vậy, Rodri mùa này xoạc bóng ít hơn, tranh chấp tay đôi ít hơn và thu hồi bóng ít hơn so với chính anh ở bất kỳ mùa bóng nào trước đây. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân lý giải tại sao City 2023-24 nhận số bàn thua kỷ lục trong kỷ nguyên của Pep từ phản công và tấn công trực tiếp. Hàng thủ City đã quá quen với việc Rodri dập tan những mối nguy trong nhiều năm qua, nên mùa này các đồng đội phía sau tiền vệ người Tây Ban Nha có phần bỡ ngỡ nhiều chút. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ít hơn ở đây là so với tiêu chuẩn cao vời vợi mà Rodri từng thiết lập, bởi cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn đang là top 1 tiền vệ ngoại hạng Anh ở số lần thu hồi bóng, 195. Tóm lại, chúng ta đang chứng kiến một Rodri phát triển thành một tiền vệ box to box, một kẻ hủy diệt ở cả hai đầu sân, một số 8 xuất sắc, trong khi vẫn làm tốt những công việc của số 6. Theo đó, Rodri ấy là một, là riêng, là duy nhất trong bóng đá thế giới thời hiện đại. Và chúng ta cũng đang nói về một Rodri bất bại, theo đúng nghĩa đen, với 66 trận liên tiếp không thua trong màu áo Manchester City. Đúng là Rodri hôm qua đã lên tiếng xin được nghỉ ngơi để có thêm thời gian hồi phục và tái tạo năng lượng. Nhưng đừng quên chàng trai này đã không bỏ lỡ trận đấu nào của City vì lý do chấn thương kể từ tháng 11 năm 2019. Tất cả những trận anh vắng mặt mùa này đều là vì án treo giò. Suy cho cùng nghỉ một trận trước Luton trên sân nhà để có lại một Rodri khỏe mạnh và tươi mới cho hành trình tiếp theo thì càng tốt thôi. Chúng ta đã nói rất nhiều về Foden, về Kevin De Bruyne, về Jack, về Erling. Nhưng homies tin rằng năng lượng, tầm ảnh hưởng và sự tiến hóa của Rodri, một số 6 có thể làm mọi thứ, mới chính là chìa khóa cho hành trình bảo vệ quân bà vĩ đại. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở các chương trình tiếp theo.